Đại là chàng trai cực kỳ sáng tạo và phá cách. Đại không bao giờ thiếu ý tưởng, vấn đề là có động lực và thời gian để làm nó hay không mà thôi. Bảo làm được như thế là do chẳng những bạn vốn đã thông minh mà còn có sự siêng năng tìm hiểu thực nghiệm. Bạn không bao giờ đóng cổng cao tường kho kiến thức của mình, mà bạn muốn càng được chia sẻ, càng hấp thu từ trải nghiệm và dấn thân. Nếu bạn thích là bạn làm, dù hành động đó có khiến cho bạn mắc sai lầm, nhưng bạn vẫn làm vì bạn luôn muốn thử giới hạn của mình. Với Đại, sống hết mình từng phút giây, dám trải nghiệm mới là hạnh phúc đích thực. Đại là người tự tin chứ không tự kiêu, bạn dám ước mơ và hành động. Bạn nhìn Đại nói chuyện nhỏ nhẹ vậy thôi chứ bạn ấy cũng là người rất là có nguyên tắc, giống như là ông già. Bạn ấy cầu toàn và mỗi khi bạn ấy làm điều gì đó, bạn ấy đều rất muốn mang lại giá trị tốt nhất có thể. Với một người sâu sắc, thông minh, có sự khiêm tốn từ lời nói đến thần thái, thì không thể lý nào là bạn ấy hời hợt với những chuyện mà bạn ấy làm. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh quân sư Eva, hay các bạn có thể gọi mình là mentor Eva. Một tuần của cuối tháng 5 sắp trôi qua và chúng ta lại ngồi ở đây bên nhau. Eva ước gì mình trở thành một giọng radio thân thiết để cho các bạn nghe đỡ buồn, giúp bạn tìm được niềm vui sau những chuỗi lo toan trong cuộc sống. Bạn đừng quên, dù là phát triển tinh thần hay sự nghiệp, kênh quân sư và mentor Eva luôn ở bên bạn dù bạn ở nơi đâu. Nếu nhớ đến mình, nhớ đến những câu chuyện mình kể, nhớ đến những bài giải và lời khuyên mình gửi cho bạn, hãy cũng đừng quên rằng thế giới này sẽ không bao giờ hết những câu đố và bạn cần người giải mã chúng. Nên khi chúng ta biết nhau không chỉ là duyên để nghe nhau, nhìn nhau, mà còn cho nhau cơ hội để giúp nhau cùng phát triển. Bất cứ điều gì bạn chạm vào đều có tri thức, và điều đó sâu hay rộng, ngắn hay dài, còn tùy vào cách bạn cảm nhận, tùy theo thái độ biến hóa của bạn trước những gì rộng mở và mới mẻ. Chủ đề giải mã về người mẫu Quang Đại tối nay thật sự không nằm trong kế hoạch chuẩn bị ban đầu của mình. Chỉ là mình vô tình đọc được bài báo bình luận về buổi triển lãm tranh cá nhân How are you these days của Quang Đại tại một số địa điểm trên cả nước. Mình quyết định làm chủ đề này về Đại. Mình nghĩ là Quang Đại cũng là nhân vật rất đáng cho chúng ta tìm hiểu sâu. Nói sơ một chút lý lịch về Quang Đại cho những bạn nào chưa biết về bạn này nhé. Quang Đại là một người mẫu nam, bước từ cuộc thi Việt Nam's Next Top Model. Bên cạnh sự nghiệp thời trang thì Quang Đại cũng là một travel blogger và quản lý truy startup được nhiều bạn trẻ chú ý và yêu thích. Quang Đại không chỉ có ngoại hình đẹp, mà bạn còn là người rất là thông minh. Đại từng thi đỗ hai trường đại học là Đại học luật TP.HCM và Đại học Nông Lâm. Quang Đại biết hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Khi các bạn xem các chương trình game show Nhanh Như Chớp, 100 triệu một phút của sự tham gia của Quang Đại, bạn sẽ thấy trí tuệ IQ của bạn này thật sự rất ấn tượng. Và tối nay thì Eva sẽ giải mã sâu cho bạn về chàng trai đa tài này, với sự kết hợp giữa kiến thức phân tích logic và sức mạnh tâm linh dựa vào trực giác. Đây không phải là lần đầu tiên Eva làm chủ đề giải mã, bởi kho dữ liệu của Eva từ kênh Quân sư Eva và Mentor Eva rất rộng, mặc dù là thương hiệu mới. Nếu bạn quan tâm đến ai trong cuộc sống, trong thế giới showbiz, hoặc là trên thương trường, hoặc bất kỳ những vấn đề nan giải về tinh thần lẫn sự nghiệp, rất có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời từ địa điểm tracking của mình. Sườn bài giải mã về Quang Đại sẽ đi theo cấu trúc như sau. Thứ nhất là giải mã nhân tướng và khí chất của Quang Đại. Thứ hai, Quang Đại là họa sĩ tiềm năng hay là tay mơ vẽ nhăn vẽ cuội. Thứ ba, dự đoán tình duyên, sự nghiệp và hậu vận của Quang Đại. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé! Phần thứ nhất thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã nhân tướng và khí chất của Quang Đại. Quang Đại là người hiếm hoi có đường nét nổi trội đâu ra đó trên gương mặt của người đàn ông. Đôi lông mày nam tính, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn và cằm nở rất đẹp. Eva ấn tượng nhất ở Đại chính là đôi mắt. Nhìn sáng trong, có gì đó lém lỉnh đa tình, nhưng mạnh mẽ một cách đàn ông. Ngoài ra, Đại cũng có một giọng nói hiền, trầm ấm. Nói chung là đường nét trên gương mặt của Đại rất rõ ràng, cho thấy sự nổi trội của một tài năng. Bất chấp bạn ấy làm gì, bạn ấy đều có thể nổi trội hơn người khác. Khí chất tổng quan cho thấy vận mệnh của người này sinh ra là người nổi tiếng, bởi sự sáng sủa đó nhìn rất rõ ràng. Chỉ là cái dáng đi, cái khung hình xương body của Quang Đại nhìn không có sang. Có điều gì đó trầm uất ưu tư ở bên trong. Với dáng người này thì thường gánh nặng tinh thần rất lớn. Trong đầu họ đủ thứ suy nghĩ mà người thường khó mà hiểu được. Quang Đại là tổng hòa giữa khí chất đàn ông nhưng vẫn đàn bà trong đó, tạo nên một hình tượng liêu trai vừa cuốn hút, vừa khó hiểu, vừa nổi niềm. Quang Đại có giọng nói hiền, nhưng đôi mắt toát lên sự gan dạ dấn thân với sự đa tài biến hóa của bạn ấy. Người này bình thường không có nói nhiều, nhưng khi nói thì thường khiến cho người ta cảm thấy thú vị và ấn tượng. Sự phong trần, lịch lãm, quan dại trong Đại đều có, và con người này không thích bị bó buộc theo rào cản, tiêu chuẩn gì hết. Với Đại, mỗi điều bạn ấy thấy, bạn ấy chiêm nghiệm đều có thể thu lượm được những kiến thức ít nhiều, và bạn muốn thấm nhuần những điều này. Đại là một chàng trai đa tài, có khiếu hài hước duyên dáng, ham học hỏi, mê khám phá những kiến thức cổ đại. Những điều gì càng cổ dị thì bạn càng hứng thú. Quang Đại dù tuổi còn trẻ nhưng là một tâm hồn già cỗi. Khi bạn thấy Quang Đại thể hiện trí tuệ ấn tượng cùng với thái độ vừa gần gũi, chân thành, tự tin nhưng không hề lố kiêu. Cùng với khí chất liêu trai như vậy thì chắc chắn là cuộc đời của bạn đã trải qua không ít thử thách về tinh thần. Mặc dù bạn ấy có may mắn về tiền tài, nhưng tinh thần là điều luôn mãi trăn trở. Biết càng nhiều càng khổ, càng biết thì càng nhạy cảm thì càng dễ tổn thương. Chắc đã biết bao nhiêu lần bạn ấy muốn thoát khỏi cái lớp vỏ ốc lịch lãm và bình thường đó để trở nên khác thường theo cái cách dị mà bạn muốn, thì bạn mới cảm thấy vui hơn thì phải. Niềm vui của Quang Đại rất ngộ, nó ngộ một cách không ngờ và khó đoán. Mình nghĩ chàng trai này có rất nhiều bạn bè thương mến, bất chấp tuổi tác, địa vị, giới tính, sắc tộc. Tình cảm của họ dành cho bạn đơn thuần và trân trọng, bởi mỗi khi ai tiếp xúc với Đại, họ cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ. Thậm chí là người già khó tính, có những giá trị cốt lõi xưa vẫn nói chuyện hợp với Đại. Bởi vì Đại giống như là một bách khoa toàn thư với nhiều tri thức được mở lòng hấp thụ. Và Đại cũng là người đa nhân cách, nên bất kỳ ai nếu tiếp xúc với Đại, khả năng cao là rất thích bạn, dù đôi khi cũng không biết giải thích lý do vì sao. Đại là chàng trai cực kỳ sáng tạo và phá cách. Đại không bao giờ thiếu ý tưởng, vấn đề là có động lực và thời gian để làm nó hay không mà thôi. Bạn làm được như thế là do chẳng những bạn vốn đã thông minh mà còn có sự siêng năng tìm hiểu, thực nghiệm. Bạn không bao giờ đóng cổng cao tường kho kiến thức của mình, mà bạn muốn càng được chia sẻ, càng hấp thu từ trải nghiệm và dấn thân. Nếu bạn thích là bạn làm, dù hành động đó có khiến cho bạn mắc sai lầm, nhưng bạn vẫn làm vì bạn luôn muốn thử giới hạn của mình. Với Đại, sống hết mình từng phút giây, dám trải nghiệm mới là hạnh phúc đích thực. Đại là người tự tin chứ không tự kiêu, bạn dám ước mơ và hành động. Bạn nhìn Đại nói chuyện nhỏ nhẹ vậy thôi chứ bạn ấy cũng là người rất là có nguyên tắc, giống như là ông già. Bạn ấy cầu toàn, và mỗi khi bạn ấy làm điều gì đó, bạn ấy đều rất muốn mang lại giá trị tốt nhất có thể. Với một người sâu sắc, thông minh, có sự khiêm tốn từ lời nói đến thần thái, thì không thể lý nào là bạn ấy hời hợt với những chuyện mà bạn ấy làm. Quang Đại có thể vui lầy, nhưng làm ra làm, chơi ra chơi. Nên những ai hợp tác với Đại, đặc biệt là những bạn trẻ, cũng hay thường có tài năng tương đồng giống như bạn ấy. Khí chất của Đại rất thu hút những người tài cùng năng lượng với mình để làm nên đại sự. Phần thứ hai là góc nhìn của Eva về vấn đề. Quang Đại là họa sĩ tiềm năng hay là tay mơ vẽ nhăn vẽ cuội? Triển lãm tranh How are you these days của Quang Đại những ngày gần đây tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Phần lớn chủ yếu là chê hơn là khen. Eva chắc chắn là không dám bàn về tay nghề của Đại rồi. Eva chỉ nói từ cảm nhận của người phân tích và là người khán giả đơn thuần. Eva để ý là thông tin Đại đã từng vẽ tranh gây quỹ ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Eva thấy một số bức vẽ mà Đại làm trước đây mặc dù nhìn đơn giản nhưng có hồn, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ngắm tranh của Đại. Còn những bức tranh trong chủ đề triển lãm cá nhân đợt này với chủ đề nhân văn, mở lòng đến cảm xúc và hiện trạng tâm tư của con người. Đây là cơ hội trình làng mở màn mang tính chuyên nghiệp đầu tiên, nên chắc chắn là nếu nói về tâm huyết với một chàng trai có tâm hồn già như Đại, Đại sẽ chẳng dại gì mà tung ra một bộ sản phẩm theo kiểu hời hợt cẩu thả, giống như nhiều người đánh giá như vậy đâu. Bởi vì làm như vậy chẳng khác nào làm ảnh hưởng trầm trọng đến thương hiệu và uy tín của Đại. Rõ ràng không phải Đại không biết vẽ những kiểu loại tranh khiến cho người xem cảm thấy dễ nhận diện, dễ đồng cảm và thoải mái. Đặc biệt là phong cách của người Việt chúng ta ưa chuộng những bức tranh dễ hiểu, sống động, giàu tính tương tác mộc mạc về cảm xúc. Nhưng phong cách chọn của Đại lần này hoàn toàn khác. Nó mang tính trừu tượng cao, không may là làm chưa tới, vậy quá khó nuốt, tâm tư khó hiểu đối với người xem. Chắc mọi người nghĩ là cách vẽ theo cái kiểu này giống như là con nít cũng không phải con nít, phá cách cũng không có rõ ràng, thâm sâu cũng chưa đủ ý. Với kiểu phong cách này thì người Việt chúng ta không chuộng, người nước ngoài cũng chưa chắc chuộng, mặc dù tư tưởng của họ thoáng hơn. Không phải ai vẽ điên thì được gọi là họa sĩ tài hoa. Nhưng nói thật là khi Eva nhìn vào những bức vẽ khuôn mặt đàn ông ở các trạng thái khác nhau dù hơi đáng sợ, Eva nghĩ có lẽ là Đại muốn gửi gắm những thông điệp liên quan đến sắc thái đấu tranh trong nội tâm của con người, đặc biệt là liên quan đến Đại. Bối cảnh nền background là màu đỏ tươi hoặc đậm tùy tâm trạng, còn chủ thể thì mặc áo màu xanh. Mỗi người trong bức tranh có cách thể hiện khác nhau, vui buồn lẫn lộn, và cũng có hình tượng của chàng trai đang ngậm một cành hoa và một cô gái đang bị ước mơ. Nếu để đọc ý nghĩa mà Đại muốn chuyển tải từ bối cảnh trang trí, các vẽ tranh thì chắc có lẽ là hàm ý mà Đại muốn chuyển tới người xem sẽ bao gồm những ý như thế này. Mỗi người trong chúng ta đều có hai mặt như các cặp giấy tương phản sau đây. Sự cuồng nộ so với sự thanh bình, sự vui vẻ so với điều khổ đau, sự may mắn so với điều thống khổ, lúc nóng lúc lạnh, lúc rất tham vọng nhưng cũng rất con người, rất đàn ông nhưng cũng rất phụ nữ. Đó chính là cuộc sống muôn màu của cả niềm vui và nỗi đau. Sự phức tạp giữa ảo và thực khiến cho con người mệt mỏi và kiệt sức. Để sinh tồn, con người phải gồng mình với rất nhiều sắc thái, biểu cảm và hành động để làm vui lòng người khác. Nhưng đằng sau sự đánh lừa đó là nỗi dằn vặt cô đơn tận sâu trong lòng. Khi bạn vốn chỉ là người rất đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng tự dưng trở nên gượng gạo và biến thành kẻ xấu, chỉ vì bạn không thể là chính mình, chỉ vì bạn bị người khác cười nhạo hay chà đạp vì sự khác biệt. Eva tin rằng điểm cốt lõi mà Quang Đại muốn gửi từ việc triển lãm tranh lần này chính là muốn khuyến khích mọi người hãy chính là phiên bản của chúng ta, dù có khác biệt hay dị thường, để cho cuộc đời này sống tốt và vui hơn. Với một người thông minh như Đại thì bạn thừa biết những tác phẩm triển lãm của bạn rất là kén vị và dễ dàng bị chỉ trích không tương tiếc, bởi vì Đại vốn dĩ đã nổi tiếng, đã có những điểm nhấn nhất định khiến cho người ta nhớ về thì càng bị soi kỹ. Nhưng Đại không sợ, và Đại muốn thực hiện trận mở màn này dù có thất bại, nhưng nó sẽ là thông điệp cởi mở và thoát vị theo cách riêng của bạn, bởi đó là chính bạn. Và qua tác phẩm của Đại thì cộng với con người và trí tuệ của bạn này, mình tin chắc bạn Đại này là người kiểu dị biệt. Sự đặc biệt của Đại có tính dị thường trong đó, và nó sẽ trở nên phi thường với ai hiểu bạn, nhưng lại dị thường một cách kỳ khôi hay là thô thiển với những ai không cùng năng lượng và quan điểm với Đại. Dĩ nhiên là người góp ý và chỉ trích cũng có những lý lẽ riêng, rất cần cho Đại phải cầu thị để mềm hóa và sắc nét hơn tác phẩm của mình sau này. Con đường nghệ thuật hội họa của Đại chỉ trong giai đoạn ban đầu so với hành trình lão làng của các cá nhân, hội nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng mình có niềm tin sâu sắc Đại là một họa sĩ tiềm năng và Đại có chiều sâu với điều mình làm. Eva cũng tin rằng là Đại không quá đặt nặng là ai đó gán cho bạn một học vị hay là một bằng vị gì đó, bởi vì Đại làm gì bạn sẽ làm hết sức mình. Bạn muốn thể hiện bản thân để thấy đời có ý nghĩa từ sự dấn thân, để muốn cảm xúc phức tạp của mình được ai đó thấu hiểu, và muốn truyền năng lượng tích cực cho những ai dị biệt, những người tự ti với bản thân của họ vì họ chưa có cái điều kiện để mà bộc lộ chính mình. Cuộc sống của nhiều người thương và người ghét của Đại đã diễn ra bao lâu nay, nên bạn mới có can đảm để thực hiện một cái buổi triển lãm tranh như thế này. Dĩ nhiên là Đại không có bỏ lơ góp ý của người khác đâu, vì tính Đại không phải là kiểu người bốc đồng. Chỉ là lắng nghe góp ý không đồng nghĩa với việc thay đổi chính bản thân mình về lời góp ý. Bởi vì đối với người có máu nghệ thuật, đam mê và tư duy của họ chính là định vị, là số ID của bản thân. Nên nếu không làm hại ai, lao động hăng say siêng năng và cũng đồng thời luôn học hỏi và cầu thị điều cần thiết, thì họ vẫn có quyền giữ lại đặc trưng của riêng mình, dù người khác có nói họ điên, họ dở. Mỗi người chúng ta có những cuộc đời và góc nhìn khác nhau. Bạn có quyền thích hay không thích điều gì đó, nhưng cuộc đời của chúng ta là do chúng ta quyết định. Sau này khi các bạn làm gì đó hết sức nỗ lực mà người khác dễ dàng phán bạn chỉ là dân amateur nghiệp dư mà bài đặt thể hiện, chê bạn đủ các kiểu dù có ý xấu hay ý tốt, làm bạn mất định hướng cuộc đời, riết rồi bạn không biết bạn là ai, thì cuộc sống tinh thần của bạn chắc là khổ tâm lắm. Sở dĩ Eva đoán hàm ý của Quang Đại như trên, vì Eva cảm thấy sự đồng cảm, bởi vì Eva cũng ít nhiều giống Đại. Eva cũng bị đánh giá là bản thể dị biệt, đã từng bị ruồng bỏ, bị coi thường, sau đó lại bị nghi ngờ, rồi luôn bị thử thách. Nhưng Eva không lùi bước và đánh mất chính mình. Eva có thể thay đổi theo những gì mình tin lộc là đúng từ góp ý, chứ Eva luôn giữ chất riêng của Eva như một định vị khó lẫn lộn với ai. Nếu ai không hiểu chính mình thì họ không dẫn dắt được ai cả, vì bản thân họ còn lạc lối chứ nói chi ai. Có thể bạn chê, bạn ghét, bạn thích hay không thích, nhưng rốt cùng Eva, Quang Đại hay bất kỳ người sáng tạo chân chính nào đâu có lỗi gì với bạn đâu, mà chúng mình chỉ là tập trung vào lao động thôi. Chỉ là sự cống hiến của mỗi người không phải lúc nào cũng được công nhận. Có thể là sự hiểu lầm hay sai lầm, chúng ta hãy để cho thời gian mềm quá cảm xúc, cũng đồng thời cho nhau cơ hội để thử nghiệm, xem lại chúng ta có bắt được tín hiệu với nhau hay không. Sự góp ý của người khác rất cần thiết và quan trọng, nhưng bạn đừng bao giờ quên bạn thật sự là ai và sứ mệnh của bạn là gì. Phần cuối cùng thì Eva sẽ giúp cho các bạn dự đoán về tình duyên, sự nghiệp và hậu vận của Quang Đại nhé. Khuôn mặt của Đại có sang nhưng mà dáng dấp không sang, nhìn âm tính nhiều trong các khổ và cô đơn. Nếu mình nghĩ Đại càng tài hoa bao nhiêu thì sự cô đơn đó hành hạ bạn nhiều bấy nhiêu. Với một người dị biệt đa nhân cách như Đại thì điều quan trọng nhất đối với bạn trong vấn đề tình cảm chính là người tri kỷ. Có người tri kỷ là Đại cảm thấy trọn vẹn dù người đó là ai. Và cuộc đời tình cảm của Đại không thuận lợi như bạn muốn, luôn hay trắc trở và gặp nhiều rào cản. Người yêu Đại thì Đại không yêu, người Đại yêu thì đến với nhau rất trắc trở. Nên mình dự đoán là có thể là Đại sẽ chọn giải pháp độc thân hoặc ở bên ai đó mà không đặt nặng về mặt hình thức. Eva cảm thấy hành trình của Đại giống như đã định sẵn. Xin lỗi là nói câu dự đoán này hơi xa, nhưng đó là điều mình cảm thấy thật lòng. Mình nghĩ Đại sinh ra đã mang trong mình một cái sứ mệnh lan tỏa và chấp cánh ước mơ. Đó không chỉ là cho bạn mà cho nhiều người khác nữa. Nên bạn sẽ gắn liền với cái câu trong cái đời thường mà người ta hay nói: không mắc nợ đàn bà hay đàn ông. Khi mình nhìn từ tấm lưng của bạn ở đằng sau các bạn và đôi vai của bạn ấy, mình tin đó là bạn Đại này rất có duyên với Đức Phật, với loại hình tín ngưỡng nào đó giúp cho Đại nhẹ lòng, có định hướng khi cảm thấy chơi vơi, khi Đại cần một cái điều gì đó để mà nương tựa vào. Nhưng mà Đại phải hết sức cẩn trọng nha. Vì với khí chất của Đại, có những người nào mà có ý đồ xấu, có giả tâm muốn chiếm đoạt, họ có thể dùng bùa ngải để làm gì đó với Đại. Khí chất của Đại có tính âm nhiều hơn tính dương, nên một khi đúng người đọc biết cách làm bùa, họ có thể khiến cho sức khỏe tâm thần và đường công danh của Đại đi xuống tàn tạ. Thêm nữa là Đại hãy tin tâm linh từ chính bản thân của Đại một cách trong sáng và không bị ép buộc, không đi theo sự chiêu hồi của ai để tránh đánh mất chính mình. Các bạn nào quan tâm đừng có nên coi thường điều này nha các bạn. Vì có đôi khi có những người rất tinh tú nhưng cũng chỉ vì một cái niềm tin sai lầm trong tín ngưỡng hay một cái niềm tin sai lầm gì đó đối với ai đó mà hủy hoại cả cuộc đời một cách rất là đáng tiếc. Càng thông minh thì càng rất dễ bị sai lầm khó hiểu. Nên mình hy vọng là những ai có duyên nghe video này thì các bạn đừng có nên chủ quan. Về sự nghiệp thì mình cho rằng Đại là người rất mát tay, đụng đến đâu cũng có thể xin tiền và xin lợi. Nhưng nó tùy giai đoạn các bạn nhé. Bạn này nổi tiếng sớm, thành công sớm, nhưng đà may mắn từ thời trung vận trở nên ít đi. Bạn sẽ gặp không ít thử thách lớn sau này. Mình nghĩ là bạn Đại thắng ở thời tiền vận và đầu trung vận, và bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho giữa trung và hậu vận của mình về nền tảng vật chất lẫn uy tín. Quang Đại phải hết sức chú ý đến vấn đề sức khỏe và xe cộ. Mình nghĩ bạn ấy thích biển, nhưng đừng có nên tắm một mình hoặc khi chỉ đi với hai người thôi. Ngoài ra, để cho thời trung và hậu vận của Đại bình yên hơn chứ chưa nói đến yếu tố vật chất, thì Đại hãy làm nhiều việc thiện giúp cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Đồng thời hãy theo đuổi cái nghề travel blogger mà bạn đang làm, bởi vì nó vừa an toàn, ổn định, vừa mang lại cho bạn niềm vui với môi trường mới để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng. Quang Đại là người của thế gian, càng đi thì càng làm ăn lên. Hãy đi nắng cho nhiều, tiếp xúc nhiều hơn để mà tăng cái tính dương nhiều, nhằm hạ bớt tính âm trong con người của Đại. Có như thế thì Đại mới tránh được căn bệnh trầm cảm và những tà thuật gì đó có thể xảy ra. Khi tiếp xúc với ai tại những quốc gia mạnh về tà thuật thì nên lưu ý đồ ăn thức uống hoặc không làm những gợi ý tâm linh mà họ hướng dẫn. Một lần nữa thì hãy tin tâm linh từ sự cảm nhận của chính mình một cách tự nhiên thì bạn sẽ an toàn. Eva là người phân tích, độc dị, dẫn dắt, nên Eva thấy gì thì Eva nói đó nha các bạn. Và có thể là lời nói của Eva chưa truyền chi tiết hết được, nhưng mà Eva mong là người có duyên, người quan tâm đến bạn Đại hiểu để truyền đạt lại cho bạn này. Eva đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì biết gì thì mình sẽ nói cái đó. Còn tiếp nhận được hay không là tùy vào vận của mỗi người. Eva luôn mong những ai xem kênh của Eva đều có thể học được điều gì đó, có những lợi ích nhất định để bạn có thể bảo vệ bản thân và luôn được bảo vệ từ những người có tâm trên hành trình tìm hạnh phúc của chính bạn. Dù bạn là ai, bạn ở đâu, khi bạn cần và có duyên biết đến mình, quân sư Eva sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho bạn. Và nếu như bạn muốn đồng hành dài lâu với mình, không bỏ lỡ những video giải mã ly kỳ phía trước, hãy đăng ký và tương tác với mình bạn nhé. Hoặc hào phóng hơn là giúp cho mình chia sẻ video này cho những ai đang cần. Sự hỗ trợ của bạn rất quý giá đối với sự phát triển của kênh. Eva hy vọng sẽ có dịp hân hạnh chào đón bạn tại những video tiếp theo. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn!